Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái khu vực đầu tư rất là tuyệt vời. Đây là một cái khu vực cực kỳ tiềm năng. Và hôm nay đến với tôi thì có anh Trức đây, một trong những nhà đầu tư và một trong những người mà chuyên về bất động sản ở vùng Vân Đồn, Quảng Ninh. Và hôm nay mình sẽ được xin phép hỏi anh Trức một chút, đó là anh Trức cho biết là cái khu vực này là khu vực nào và cái cơ hội tiềm năng tăng giá của nó ra sao, và tương lai thì cái khu vực này nó sẽ như thế nào, thì anh Trức có thể chia sẻ với anh em để cho mọi người hiểu được rõ hơn về cái đất ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Chào mừng anh em đã đến với kênh của anh Hải. Thì ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh chị em là chúng ta đang đứng ở khu đô thị thống nhất của huyện Vân Đồn, hay là gọi là khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn ấy. Thì đây là một cái khu đô thị trước đây thì nó rất là đẹp, và bây giờ nó cũng rất là đẹp vì nó thông đi qua đây, là qua cái đô thị này là một cái làn đường, một cái tuyến đường 58m, nó bao gồm 10 làn đường, trong tương lai là 10 làn đường, hiện tại bây giờ đang thông là 6 làn đường. Vâng. Thì cái đường thẳng ra kia là nó là cái cảng trước đây, là nếu mà anh chị em mà đi tàu du lịch mà ra các cái tuyến đảo như là Cô Tô hay là Quan Lạng ấy, để tham quan du lịch thì tất cả là đều phải qua đây. Vâng. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái cảng du lịch này họ chuyển xuống cảng quốc tế Ao Tiên. Tiên mà video trước anh Hải đã chia sẻ với anh em ấy. Thì bây giờ ở cái cảng này nó chỉ còn là cảng của đánh bắt và chở hàng thôi, ra các tuyến đảo thôi. Thì nhưng mà cái giá đất ở đây nó vẫn còn rất là cao. Nó bởi vì cái khu cả Vân Đồn thì là đất nó là hot của thị trường rồi. Vâng. Cái giá khu này thì bây giờ nó rơi khoảng chục chính, như là trước mặt của nhà hàng Nam Hồng thì giá nó khoảng tầm 50 triệu một mét vuông. Vâng. Thì các cái khu liền kề lúc nãy như video trước ấy, thì có giới thiệu là nó khoảng từ giá biệt thự nó khoảng 20 đến 30 triệu, còn giá liền kề nó khoảng 26 đến 36 40 triệu tùy theo từ cái vị trí của cái khu đô thị này. Vâng. Thế thì nếu mà để ở hay là đầu tư thì khu đô thị thống nhất này thì nó thật sự là rất là đông dân và đang là rất là tiện ích, rất là tiện ích. Và thời điểm này nó có thể nói là có thể là cái thời điểm mà chúng ta là bắt đáy là đẹp năm nay hoặc là năm sau. Tôi có nhớ là cách đây khoảng tầm một tháng thì cái giá của một cái lô liền kề nó khoảng tầm 60m2 thì giá nó rơi vào tầm gần 1.6 tỷ. Thì so với cái thời điểm mà khi mà ngân hàng chưa siết ấy, thì siết chặt ấy, thì giá nó xuống khoảng tầm 500 triệu. Như vậy là xuống đến 25 đến 30%, 25% rồi. Như thế vậy là đất ở đây là đất giá trị thật, nên là đầu tư rất là tốt. Thì cái thời điểm mà giá nó chưa xuống thì mấy năm trước ấy thì là giá đất nó đã lên từ mấy năm trước rồi, nó đứng im từ mấy năm trước và đến thời điểm này nó đã xuống. Như vậy là có khoảng tầm Vân Đồn nó nằm im trong vòng mấy năm, thì có nghĩa là nếu mà bây giờ anh chị em mà đầu tư vào thì là cái thời điểm mà có thể là một vài năm, hai ba năm nữa thì có thể là mình sẽ có cái lợi nhuận rất là cao. Ví dụ như một nó đang là 2.1 tỷ mà nó xuống còn có 1.6 tỷ thôi thì là rẻ 500 triệu, nhưng mà khi mà bây giờ anh em nhập vào 1.6 tỷ mà ví dụ như 3-4 năm nữa mà nó x đôi là 3 tỷ chẳng hạn, thì lợi nhuận của mình là rất là cao. Cũng là một cái cơ hội đầu tư khá cơ hội là rất là tốt. Vâng. Đây là giá trị thật ở đây là rất là, vì dân cư rất là đông, đô thị này đã có từ hơn chục năm nay rồi. Theo như em được biết thì phía đằng trước đây gọi là khu vực núi gì nhỉ? Gọi là Hòn Rồng. Khu vực Hòn Rồng thì đây là một trong những cái dự án làm khu công viên cây xanh đúng không ạ? Công viên dành cho cả cái khu vực huyện Vân Đồn này. Thì khi mà công viên nó xuất hiện ý, thì các bạn thấy rằng là cả một cái khu vực nhìn ra biển thì nó sẽ làm gia tăng giá trị của bất động sản lên rất là nhiều. Nên là khi mà chúng ta sử dụng và sở hữu những cái bất động sản nó view mặt công viên và view biển, thì thứ nhất là chúng ta sẽ ở được những ngôi nhà rất là đẹp. Cái thứ hai là chúng ta, nếu chúng ta không ở, chúng ta còn cho thuê, chúng ta có thể tạo ra những cái dòng tiền hàng tháng, hàng năm mà nó không bị lỗi thời, đúng không anh Trức? Nếu mà chia sẻ thật ra thì cái nếu mà đầu tư thì là Vân Đồn là thật sự nó rất là tiềm năng.
Vâng. Bởi vì Quảng Ninh nó chỉ có Vân Đồn và Hạ Long là tiềm năng, thật sự nó là tiềm năng. Và theo quy hoạch của thì Vân Đồn sẽ lên thành phố trước 2030, trước 2030. Và trước mặt anh em kia thì nó là cái gọi là hòn cái rồng. Hòn rồng ấy. Nó là cái hòn đảo, người ta gọi là hòn mà đặt tên là hòn rồng. Thì nó xung quanh cái hòn đảo đấy người ta sẽ làm một cái công viên rất là đẹp. Và cái xu hướng chung của Vân Đồn thì nó lên thành phố thì vì đây là cái khu đô thị thống nhất thì nó là đông dân cư rồi, đông dân cư và nó có người ở luôn. Và thực sự ra thì đây bây giờ là cái thời điểm mà là cơ hội mà mua đất là giá rẻ nhất ở thời điểm này của Vân Đồn rồi, trong vòng 5 năm trở lại đây. Khi mà Vân Đồn có cái sân bay lên, hay là gọi là khi mà lên cái khu đặc khu kinh tế ấy, và bây giờ đổi thành khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn ấy, thì là thời điểm này, là từ ngày đấy đến bây giờ là thời điểm này là thời điểm rẻ nhất từ xưa đến nay. Mà tiện ích ngày càng hiện đại lên. Trước đây đường này chỉ là đường bê tông thôi, mà bây giờ đã giải nhựa rồi. Và tuyến đường 58m thì kia là 10 làn đường ấy thì cũng đã giải nhựa và thông thông từ cái đầu Vân Đồn đến cuối Vân Đồn rồi. Thông từ khu đô thị Phương Đông này đi qua khu đô thị Thống Nhất này, xong rồi xuống đến Ao Tiên, rồi xuống đến khu của dự án vừa sale bây giờ, và sắp tới là thông đến casino Vân Đồn và thông liên thông sân bay luôn, ra sân bay luôn. Đấy là thật sự là nếu về cái quy hoạch của nó lên thành phố thì rất là tuyệt vời ở cái Vân Đồn. Trong các bạn là khi mà nếu mà mình đầu tư thì mình cũng có cái chiến lược là đầu tư 3 năm hay 5 năm. Còn trước mắt thì có thể là nó chưa lên. Thế nhưng mà mình mua lúc này là lúc rẻ. Cái lúc rẻ thì là lúc mình mua vào. Và sau 3 năm, 5 năm mà nó nhân đôi thì cũng là tuyệt vời lắm rồi. Lợi nhuận 20% hay là 30% một năm là rất tuyệt vời cho cái việc đầu tư rồi. Đúng rồi. Chúng ta chỉ cần lợi nhuận hơn lãi ngân hàng là hoàn toàn các bạn đã đầu tư gọi là thành công rồi. Nhưng với bất động sản ấy, thì cái việc lãi hơn gấp đôi ngân hàng là cái chuyện có thể là chỉ trong tầm tay của chúng ta. Và cảm ơn anh Trức rất là nhiều đã chia sẻ với các nhà đầu tư cũng như là với đội nhóm của Hải. Và đặc biệt là sau đó thì chúng ta sẽ vào cái nhà hàng La Bàn này thưởng thức các cái món ăn đặc biệt ở biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Và các bạn sẽ có thể đi thăm xem là có rất nhiều món ngon nhé. Xin mời các bạn đi theo tôi. Em mời anh. Các cái món ở đây nó rất là tươi đúng không anh? Tươi. Vâng. Đặc biệt là em thấy rằng là cái đồ ăn ở đây ấy, nó rất là đa dạng. Các bạn nhìn thấy không? Những cái con sam biển ấy, nó kích thước nó rơi vào tầm cỡ khoảng 45-50cm. Những cái con sam này cực kỳ to luôn. Những cái cặp sam nó to cực. Và có những cái loại cá mú ấy, nó rơi vào tầm cỡ khoảng 5-10 cân các bạn ạ. Ăn ở đây thì hoàn toàn là những cái cá nó bắt từ biển lên ấy. Nên là ăn nó rất là ngon. Đây sẽ là những cái khu vực mà nhà đầu tư họ đến, họ trải nghiệm và họ sử dụng các cái dịch vụ ở đây sẽ rất là đông. Và đấy chính là cái điều kiện để cho bất động sản nó tăng giá, có phải không anh Trức? Mọi người hãy đến với Vân Đồn, Quảng Ninh để được đầu tư và ăn những món ăn ngon. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chào nha.